Vâng, chào anh em. Chào mừng đã trở lại với Sạo Lìn Vigory. Hôm nay là tập 8 rồi. Bây giờ ngày mùng 9 tháng 1 năm 2019. Đó, ta sẽ vào thảo một trận đấu. Lại là 5v5. Vâng, buổi trưa rồi. Bây giờ là 11 giờ bao nhiêu? 11 giờ rưỡi rồi. Giờ này là các bạn học sinh đi về nhiều. Đó, công nhân viên chức nghỉ nhiều, ăn trưa. Đúng không ạ? Thường công nhân viên chức sẽ nghỉ tầm 12 giờ hoặc là 1 giờ đi chơi. Còn những bạn nào đi làm thì thế, cũng ăn cơm xong cũng ngồi nghỉ chơi như mình thôi. Nghe, giờ này thì học sinh là chủ yếu các bạn ạ. Mình nghĩ là tìm trận cũng nhanh đấy. Đúng. Nhưng mà 30 giây rồi chưa thấy gì. Mình pick đầu tiên. Ôi Trung Quốc cơ mạnh lắm cấm. Đó. Đấy, lại là cái vấn đề con nào mạnh con nào yếu. Các ông bảo là con Magnus không mạnh à? Xin lỗi các ông luôn nhá. Con Magnus nó mạnh vãi lìn. Tại sao nó mạnh các ông biết không? Ulti ấy trong một khoảng rất rộng đam gây rất nhiều. Các ông xem con gì gây ulti như vậy? Đó con Jolie. Con Jolie gây đam rất nhiều đến ulti đúng. Các ông hiểu không? Vậy đâu, xem nào. Tôi sẽ biết con đi rừng. Đó. Khi mà các ông nói về con mạnh, nó ulti như thế. Mà ulti nhá, tôi thấy tỷ lệ phép khá nhiều. Và cái quan trọng ấy là cái nội tại nó nảy, ông hiểu không? Nó nảy thấm vãi, nó lên thêm một cái gì à? Nhẫn mắt rồng à? Ừ. Nhẫn mắt rồng. Ui giời ơi. Nó vầy. Nó đã có choáng rồi. Mà nhá, tem mà dính đòn của nó nhá là bất lợi luôn, các ông hiểu không? Kin thì hồi nhanh. Ông nào bảo con đấy không mạnh? Sao các ông bảo nó nhanh nhanh với lại anh đờ nhít ý. Thế nó không tồn tại à? Ô mẹ, giải thích lại cả kết. Tất nhiên là những cái con nào nó cũng có cái độ mạnh của nó, các ông hiểu không? Lorelei mạnh ở cái khoản khống chế, đúng không? Đón đầu làm chậm các kiểu. Iris thì nhanh nhẹ, đúng không? Các ông bảo con nào chẳng có lợi thế của nó. Các ông nói thế hóa ra là tôi đánh trước giờ có thua bao giờ đâu, đúng không? Toàn thắng thôi. Bởi vì trừ những trận thua ra còn lại tôi thắng hết. Nói thế hay chẳng nói được. Nói chỉ con nói được chứ đừng nói. Nên ấy, con nào mạnh thật là tôi công nhận thật là nó mạnh. Nhưng con Magnus nó mất cân bằng. Ông hiểu không? Nó mất cân bằng quá. Các ông bảo nó mau dây. Nó có chạm vào ông mà mau dây. Bỏ kê nó ngồi nó đứng. Các ông cứ bảo là ơi mang nó đánh thua hoài. Nó đánh thua hoài các bạn trẻ, các bạn chơi. Toàn những cái bạn test tướng. Bạn test bạn đã biết chơi đâu. Spam nhiều quá hết mẹ mana còn đâu mà đánh. Ngồi chày cối quá fit. Đó. Sao thắng được? Ringo lên dam này, dòng lên phép này, ăn lên dam này. Thôi tôi lên léo thì cũng được các ông ạ. Lên cái đéo cũng được. Trận này nó không thành vấn đề nữa rồi, phải không? Tập trước tôi cũng đánh con này nhưng mà bị đầu hàng không vui lắm. Đạn này phải đánh hết. Phải đánh hết. Sau này tôi nghĩ tôi làm series tôi sẽ bắt buộc đánh một con. Chỉ đánh một con thôi. Đánh thế thì nó vui hơn. Đánh thế nó vui hơn rất nhiều so với ngồi đánh ngẫu nhiên như này. Nhưng mà còn phải tùy nếu các bạn khác chơi. Ôi ghê chưa. Ba thằng, ba cái cờ, hồ, farm rừng nó bét luôn. Quẩy em ơi. Quẩy đem mày. Ok, ok, biết rồi, em xin lỗi. Ô chết mẹ, quy nhầm rồi. Vừa nãy mẹ vừa bị reconnect một cái trận xong, khổ vãi lìn. Ok, I'm going. Ô bình tĩnh. Cứ bình tĩnh ạ. Không phải xoắn ạ. Đi. Cướp ở đây. Cướp luôn. Đéo còn nghĩ gì. Bọn nó đéo ăn đâu. Ra cướp đi em. Cướp có vua không? Chạy đằng rời con ạ.
Trời ơi, một mạng rồi, chiến công đầu. Mày vả nữa đi, ra đây này. Hàng của bố mày rồi, hiểu không? Vâng, với hai con lên la cờ hiệu thì tôi nghĩ là không khó khăn gì cả cho cái việc farm rừng cả. Boss kém ơi, Nung Ninh là nên luôn. Nên luôn. Nung Ninh là nên luôn. Nên. Trời ơi, ăn quá dễ dàng. Thực sự tôi không muốn ghét con đấy lắm, để cho Ringo nó giàu. Ừ, mất dấu kẻ địch rồi rồi. Vâng, một cái khởi đầu khá là ghê gớm đấy các bạn ạ. Khá ghê đấy, không phải đùa đâu. Khởi đầu quá kinh khủng. Ok, mình sẽ lên mình farm từ từ. Y có thể ganh tiếp con Varia. Mình sẽ ganh con Varia. Mình muốn xem tình hình đánh như nào. Anh muốn em đi từ từ. Ủa, bút máu rồi à? Thế thôi. Lộn gì vậy? Lộn gì vậy? Úi dồi ôi. Thằng châu nhất cũng phải sợ, các ông hiểu không? Thằng châu nhất cũng phải sợ. À thôi, đéo ăn nữa. Sao? Sao? Mẹ nhà mày. Lên em. Lên tiếp. Đi mẹ cái thằng này. À, chạy à? Chạy thôi. Chạy thôi. Đùa đéo ý. Vâng, lại vào farm rừng tiếp. Farm hết turn này mình sẽ đi về. Để mua đồ này. Không làm gì được. Tem này bỏ lên khá nhiều các bạn ạ. Từ khi hô loạn loạn đấu mà kết thúc thì mình thấy các bạn này. Ôi, không hiểu sao mình lại có bị quy hụt các bạn. Quy đáng lẽ phải xa xa tay ra tí. Nào xem nào. Flicker chịu trách nhiệm cướp rừng, khá hợp lý đấy. Rồi, tôi sẽ đứng về. Về thôi, về sẽ mua một vài đồ. Con dao độc sẽ được chỉnh làng ngay lập tức. Đó. Tiếp theo là thêm một cái giày. Giày nhanh tí. Đấy, đi có cái mà có bát. Mình sẽ đi ganh tiếp. Đầu tiên các bạn đã chủ định va ganh con Kettle rồi. Bây giờ mình sẽ lên. Rồi, em ping này, ganh này. Em ping đấy. Cẩn thận. Ăn em. Cho mày ăn đấy. Ăn đi em. Này. Đoán mẹ mày rồi con ạ. À. Rồi, một đòn dành cho mẹ mình. À, dành cho Adan. Quá kinh khủng. Rồi, tiếp theo sẽ là cái màn mẹ. Đi ôi bình tĩnh thôi. Ok. Đâu dám đi đâu. Ganh con này các bạn. Ganh. Ngồi ăn bằng được con này. Nhìn nhá. Đấy bắt đầu đấy. Lên này. Đéo có cửa luôn. Ai vẫn lộn select ulti rồi. Ok. Rồi em ăn con to thôi. Ăn con. À, đặc biệt cho cái những bạn mà mới chơi nhá. Cứ sau 4 lần lính sẽ ra một con minion chúa. Và minion đấy sẽ tăng số lượng máu con minion lên. Bình thường con lính con bắn một phát, trụ bắn một phát là các bạn lát hit được rồi. Nhưng mà bình thường bắn hai phát. Nếu có hai con thì trụ bắn 3 phát hay sao ấy. Mạnh kinh lắm. Như thế là các bạn đi đẩy đường mà các bạn muốn lính đẩy trụ ấy, thì các bạn cứ bình tĩnh, các bạn đập mỗi con đấy thôi. Ok. Ăn được không? Ủa vãi cướp. Phí quá. I'm sorry. Ui anh ơi.
Anh ơi. Ôi thôi chết mẹ rồi. Ghê quá. Ui giời, cứu em. Phát cứu thành thánh. Cảm ơn. Ok. Về thôi. Vâng, con rồng thổi lửa rồi. Vâng, 1 cân 2 ạ. 1 cân 2 dành cho con rồng. Tiếp theo mình sẽ lên một cái breaking point nhé. Cái breaking point. Sau đó là một cái giáp rất là kinh. Vâng, các bạn thấy không? Một cái pha phối hợp của ba thanh niên đi ganh bét. Ba thanh niên bét ganh. Một thanh niên bảo hộ. Ok. Đi cơ mẹ lên nào. Tôi lên rồi con. Tôi lên rồi, đéo có đường về rồi. Tôi lên rồi, may tôi lên với bố mày rồi. Đi mẹ đập trụ bố mày mà xong à? À con, mẹ đập trụ là xong á. Đi mẹ bố mày đập lại luôn. Bố mày mẹ thù phải không? Mẹ thích thù dai, thích trả thù. Ok, mẹ đập lại trụ. Đi mẹ kéo thì đéo thằng nào farm tốt về. Ba thằng đi ganh. Ok. Đi mẹ đập nát cái trụ này luôn nhá. Xong rồi. Nhanh cái trụ đi, nhanh không 300 nhanh không. Đuổi tao ra. Đuổi đi. Đuổi kinh vãi lộn. Lại kinh vãi lộn ra. Ít mẹ. Tao còn hồi máu nữa cơ, tao còn chưa dùng. Mình dậy luôn. Lên đồ con đấy, lên đồ phát nhỉ. Bên đằng kia nó có lên không? Rừng phải bỏ rừng ăn đấy. Đấy bạn thấy con quái chúa chưa? Đánh con này thôi, đánh duy nhất con này. Đánh xong kệ, mặc dù nếu như đánh được hết càng tốt. Mấy con to ấy các bạn, đánh con to trước, con to nhiều tiền nhất. Các bạn cứ dã con to mà các bạn ăn trước, sau đó các con còn lại các bạn đánh bình thường này. Đấy là cách các bạn farm một mình. Rất dễ. Bây giờ mình sẽ phải đi rồi kinh một mắc rồi. Farm nốt rồi. Các bạn lên các bạn farm này, các bạn nhìn này chưa? Lính sẽ đẩy rất là nhanh. Vì cái lượng lính quái đánh xa, cái con minion to ấy, cầm pháo ấy. Một trâu máu mà nó đứng xa vì thế nó chết cuối cùng. Anh em. Ít mẹ con lại sợ. Bố mày lại sợ. Đi con mẹ. Ồ chết, chết à. Hết mẹ mana rồi. Ui dồi ôi. Đau thế. Làm như tao sợ lắm mẹ. Tao còn một chiêu khống chế này. Ra đây mà ăn. Ok, tao sẽ ăn con rồng. Tiếp theo sẽ là con rồng rồi, chắc chắn thôi. Không vấn đề gì. Để tao ăn con này của mình. Rồi, 125 vàng. Quá easy luôn. Ô, không đủ tiền rồi, 125 tiền ít quá. Nào. Lung linh là lên luôn si lẹt ơi. Ui. Nó ôm một mình. Không sao, 2-1 mà đéo bị sát đào hả? Bởi gì? Adan bây giờ nó khỏe lắm. Nó đấm một phát. Đi luôn. Adan trâu rồi. Ui rồng chết mẹ rồi. Đánh đấm đéo đi. Ui đi go. Đi mẹ là đừng để đéo biết đi gì hết. Rồi. Lên không? Thôi ăn rồi. Quả này lợi rồi. Quả này sẽ chết 2 mạng và giết được 3 mạng.
Nói chung là cũng lời được tí thôi. Nên trụ kìa. Trong những cái trận đánh mà hỗn loạn ấy thì việc đẩy trụ trộm rất là nhanh các bạn ạ. Đẩy trụ trộm rất là nhanh, đặc biệt với những con như mình. Đánh mà nhanh, tốc độ đánh nhanh và đi rừng khống chế tốt, di chuyển tốt thì cái việc mà đập trụ trộm thì quá là ghê. Đối với những con đam to thôi nhá. Zera đi đập trụ thì cũng được nhưng mà hơi lâu, lâu hơn nhiều. Bình tĩnh em ơi. Anh đeo đánh mình nhá. Ok, mình sẽ ra đánh con. Wow, hai con ở đây nè, hai con đây nè, hai con này. Hai con này, hai con này. Ý, ý, à. Mẹ bố mày thấy cái gì đấy hả? À, thịt mẹ cút. Ê, lại chạy, thịt mẹ tuổi. Nghe không? Ôi, ghê vãi, thịt gây vãi, thịt đã hại con tìm. Ok, được rồi. Ghê vãi lồn. Một quả vừa rồi hổ báo. Hổ báo quá. Này, mẹ chúng mày chết rồi. Ui, ui. Ulti, pha ulti của Ringo. Vâng, Ketchel vẫn bắn pha đánh thường vào con rồng. Và Finn đang vừa bị cảm, Finn vừa hút tất cả sát thương và hất tầm 2/3 máu rồi. Em mình đang nhận những pha ulti của Varia và cuối cùng sau đó rồng thổi lửa. Ô, mình nói hơi chậm rồi. Flicker đang cố gắng khống chế tem bạn. Vâng, đánh ghê quá. Ô, mình chưa di chuyển các bạn ạ. Rồng đang thổi lửa, thổi rồi. Silent vẫn tiếp tục thả những cái quả cất cú cất ra đấy. Hết, chết con rồng rồi. Bắn thường chết được không? Không chết. À vâng, chết rồi, con rồng giết chết rồi. Và tiếp theo mình sẽ vào lại ăn con rồng nữa. Tại sao mình lại mất máu ta? À, ăn ti con Silent. Ừ. Mất máu là chuyện bình thường. Con này dễ mà. Mình dừng con này cuối cái game đam cũng không to lắm đâu. Tí mà thằng lên tành nữa mồm đấy. Đấy, lại có giáp. Lại được ăn. Dễ. Đâu nhỉ? Lên một cái giày mẹ tổng như thế này là đánh rất hay ấy. Thực ra các bạn lên giày chiến tranh ấy hợp lý. Vừa cho tem mình mở combat nếu như các bạn muốn chỉ huy combat. Thật sự nếu các bạn muốn chỉ huy combat thì các bạn lên giày chiến tranh hợp lý. Thứ nhất máu vừa trâu hơn. Và của em anh nhá, không cướp được. Giờ này đéo có nhường nhịn gì hết, mẹ mày giàu vẫn lìn ra, mày còn đòi hỏi cái đéo gì nữa. Đúng không? Ôi vãi, đi cướp nhanh vãi lồn. Thôi kệ. Ok, tao sẽ đi đẩy top. Ok, cẩn thận nhá. Đánh con này đi lẻ hơi nhiều. Đấy, các bạn thấy không? Con minion chúa kìa. Nè, đây là con này trước này. Đánh cứ gần cứ bị lệch lệch. Rồi. Đẩy xong lính và mình sẽ đi đẩy top. Và đẩy easy. Nào đánh con to, đánh con to. Đấy, con to là phải giã các bạn ạ. Ra con to trước, sau đó mấy con các bạn bắn hai phát là chết mẹ rồi. Vâng. Đẩy trụ từ từ thôi nhá. Lính lên khá là nhiều, mình sẽ ra mid. Ra mid luôn. Đánh nữa đi. Tuổi tao này nào. À, tao có đam nhá. Tuổi đi mẹ. Đánh đi. À, nó gọi tem ra đây. Đi mẹ gọi tem ra đây. Gọi tem bố mày cái. Đi mày mày. Tuổi bố mày tiếp đi con. Đi mẹ một mạng rồi. Một mạng mẹ rồi. À, thịt mẹ tuổi nhá, chạy mẹ mày. Chạy mày à, mày chạy à. Mẹ,
Chạy đéo gì với tao. Ơ hết máu đấy, cẩn thận chết. Tổng tấn công ở đây. Đéo ai đánh ở đây. Để ta đánh, đánh ở đây này. Ê. Nè. Đấy, từ từ các bạn có bát đằng đấy hiểu không? Các bạn thấy không? Mẹ dương đông kích tây đánh thế này cơ mà. Đây bạn cứ đánh này. Ô mình bị đạp rồi. Đéo có cửa đâu. Hết mẹ mana rồi. Hết mana rồi. Anh ơi, hay quá. Ui mẹ vẫn chết. Chủ đập trâu thế. Trâu vãi cả cướp. Nào. Quá dày chiến tranh rồi. Đây chiến tranh. Một quả giáp nữa, đúng không nào? Nói lên block đi. Mẹ, lên block tổng hỗ trợ nó không? Mình cũng là một phần tanh, mình sẽ phải hỗ trợ. Đỡ đòn nhiều càng tốt. Đấy các bạn thấy không? Mẹ hai con SP này. Nó auto lên Vương Miệng. Đấy hồi máu Vương Miệng. SP thì thế thôi. Không có gì nhiều, kỹ năng tấn công dần mấy con AD đánh dần chết à. Nhìn máu như này có dám bắn không? Anh em nhìn máu như này có dám bắn không? Bắn làm cái gì? Phí vãi. Trừ khi ông tích stack mẹ tầm 20, 15 20 ông ngồi ông bắn được không? Đấy, tôi ra tôi ăn rồng con. Mẹ mày rồng con. Lại tiếp à. Một mình tôi ăn con rồng con. À đến gần đây để nó bắn. Anh con rồng hộ bố nhé. Đồ con ngu. Ulti của Varia nhiều khi là một cái thuận lợi giúp mình đỡ được bao nhiêu đàm của... Nhưng mà cẩn thận mất máu nhiều quá chết. Một đấy, thấy không? Anh em thấy không? Đánh thế mới vui. Không lên đi giáp nữa. Đem bạn lên. Sợ con... À. Đi mở mày. Bố mới thủ cà ru đi. Mẹ mày. Này. Ui gì? Ôi rồi, ôi, nghe thấy dày nhiều không? À. Cắn cứng, cứng cắn. Mẹ làm chậm này. Thịt mẹ làm chậm này. Tuổi lin vậy. Ôi ăn mạng nữa. Mất sạch kìa. Trận quá gì, trận này đánh sướng này. Các anh thấy không? Các ông thấy không? Đánh trận vui vãi. Hai con SP đánh. Các ông thấy kiểu ganh hay không? Đe đánh cho đánh nhẹ solo hoặc là các ông tìm ba người đánh cùng. Đây đánh rất hay. Một cái meta những cái con khỏe nhất đi cùng với nhau. À mặc dù con Batis không khỏe lắm. Ô chết quên like rồi. Mày nói quá quên like rồi. Hay là tiếp theo dự đoán đánh con gì đi. Chứ bây giờ mà cứ ngồi nói không đánh mệt lắm. Hay là tí nữa tôi sẽ đi rừng con một con lên tanh đi rừng nhá. Đi rừng nhưng mà con đi rừng nhưng mà lên tanh. Các ông hiểu không? Một con đi rừng nhưng mà lên tanh. Đấy các ông thấy nhá. Mùa này tôi đánh đúng 2 trận Baptist nhá. Các ông nhìn điểm là các ông biết rồi. Không nói điêu. Các ông nhìn điểm là các ông biết ngay. Chứ tôi không nói nhiều. Các ông nhìn người thành thạo đánh nhiều nó khác, các ông nhìn người ít đánh nó khác, nhìn điểm nó rõ ràng. Đây. Các ông bảo tôi chưa đánh con Magnus, các ông nhìn. Cái điểm đâu nhỉ? Đây, 100 trên 1001 này, tôi mẹ đánh đúng một trận. Các ông thấy tôi đánh đúng một trận, nhéo hơn nhéo kém nhỉ? Ua, con đấy có rồi mà, con so có rồi. Quỷ mẹ anh. Ok. À, đánh trận nữa nào. Làm trận nữa cho nó vui. Nhảy. À không không. Ôi. Đừng. Trước khi vào trận thứ hai thì các ông nên thoát game. Đó. Xong mở lại game. Đấy, các ông mở lại game thì vào nó sẽ không bị cát khi ông chọn tướng. Bài tôi quen nhiều lắm rồi. Làm nhiều khi mà vào chọn tướng bị AFK oan ấy. Rồi. Buổi trưa mà, trận nhiều lắm, thoải mái. Các ông thích chơi cứ chơi buổi trưa, rất nhiều người chơi, thậm chí người chơi hay. Rốt có, giờ có hay có rất nhiều luôn.
buổi trưa rất nhiều người chơi, đặc biệt là cái giờ Đông Nam Á này. Rồi mình sẽ người là người mình sẽ là người chọn tướng lần thứ 5. Chơi con gì cho được? Tony nhá. Hay tôi chơi những cái con con này không chế tốt. Hay con chơi con Gley. Đi rừng lên tanh. Vâng, đi rừng lên tanh. Lên đồ ấy thôi, lên tanh thôi nhỉ. Lên tanh hỗ trợ đội bạn đội mình thôi chứ mình không đi lẻ đâu. Đặc biệt chơi như này không đi lẻ đâu. Rồi, vào trận đấu rồi, ta sẽ lên đồ cơ bản đi rừng thôi, có lệnh Stone Quad. Đi. Ui giời ơi, so. Mẹ tôi sợ quá các ông ạ. Nó chơi so đi mẹ, nó solo với con nào cho nó vừa. Lorelai sợ chứ gì. Thôi không có gì để nói luôn. Một sự mất cân bằng không hề nhẹ. Thế nào dã nó. Đấy vào đây ăn con này em ơi. Vào đây. Không ăn à. Không ăn thôi. Ôi giời ơi. Đấy ping thế là được rồi. Ping thế bạn hiểu rồi đấy. Ping thế bạn hiểu là tốt. Cuối game thì 5 giây một insect. Đấy, các ông thấy không? So bị úp sấp mặt lờ đằng kia kìa. Đánh đấm đéo gì. Thấy không? Ok, đây của mày. Tao đéo ạ. Ui, sorry. Mày hết đi đấy làm đéo gì. Ôi, vào nó cướp à, tôi thoát được rồi. Tôi sẽ đi cùng so, biết đâu tôi lại giàu nhỉ. Cho nó farm. Cho đi rất giàu đấy. Nên các ông cứ bình tĩnh đi. Trận này tôi xem là. Ôi bot. Cẩn thận. Đây này. Ăn đi. Ui kéo ăn được rồi. Bình tĩnh thôi. Cho đi phép à. Vẫn chưa solo con này thì lo gì. Đừng sắp hồi rồi. Ăn lính thôi em. Đừng đi sẽ chết đấy. À đi phải ăn để dành à. Dành con lồn này làm gì. Vâng tiếp tục những pha pham phập thôi. Rồi mình ra đây mình hít vàng của so. Thôi mình không ăn được đây à. Tưởng mình ăn được cơ, hóa ra từ nãy mà không ăn được đâu. Rồi, ăn được. Thế là được rồi. Ra tôi farm tiếp. 1.200. Đương nhiên rồi, phải đóng đồ mana vào hồi chiều ngay. Vì tôi có cái đồ để farm rồi. Tôi có cái cờ này là tôi ngồi tôi farm hết rồi. Thoải mái, không vấn đề gì. Cho anh ăn con này đấy. Được rồi, Lorelai đã bị bổ rồi. Ít mẹ đánh con quái này nó cứ ngồi nó về nhanh lắm. Hả? À, bình tĩnh thôi, ngồi farm phạt thôi, vui vẻ tí thôi. Tí mẹ lên được đồ nhé. Mẹ hồi chiêu nhá. Kinh mẹ lồn luôn. Ồ, có khi nó ăn mẹ rừng. Ô chết mẹ, bị báo thù rồi em. Bị báo thù rồi em. Ôi, thì mẹ hết hồn vậy cứt. Ringo về là nhiều tiền nhất rồi. Ok.
Ừ, tao để dành cho mày, yên tâm. Đéo mất đâu mà lo. À, của mày tất, đéo ai lấy của mày. Địt mẹ. Vãi lồn thật. Địt. Đi mẹ cho ăn đéo ăn ạ. À. Đấy, ăn đi. Đéo ai lấy. Ô đi mẹ con bát kìa. Rồng ơi, mẹ em còn sống không? Thì anh đây, anh đây. Nó lên thì vỡ mồm lắm. Đây cái này, đó, quật cho nó sướng. Địt mẹ. Vẩy nó. Đúng rồi, địt mẹ, vả nốt con này đi. Địt mẹ, sợ yếu đi. Ô, hết mana thì về, hết mana thì về. Mẹ sợ đéo gì, ngồi ăn đi. Đấy, ngồi ăn đi. Địt mẹ nó. Đâu rồi? Lồn. Địt mẹ, ăn đồng đội tao á mày. Giờ mày full support. Ok. Đấy, mày cứ ăn đi, đéo phải lo đầu bùa gì cả. 4, 3, 2, 1. À, sợ hãi nhờ. Kinh đấy. Sợ hãi đấy, đi mẹ ăn trực tiếp cái trụ này cho anh. Đi mẹ cái con lồn kia. Bố mày lại sợ mày quá. Đi mẹ ơi, xét dân điện à. Dân điện à, thì mà mỗi con một hướng á. Ăn thế lồn là được. Hai thằng mẹ mày hai hướng, rõ ràng. Thằng lồn. Ô địt mẹ chết 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 em ơi. Ôi nó ăn được, nó combat hay vậy. Đó, lên giày tiếp theo là sẽ lên tiếp cái gì hồi chiều nó ra đây. Đúng rồi, lên cái xích băng này ông ạ, các ông ạ, lên cái xích băng này đây. 20% tốc độ đánh, đòn đánh cơ bản làm chậm hiệu ứng 35% với cận chiến trong 1 giây. Ôi xôi ôi, 35% chứ đéo phải bình thường đâu, gãy luôn. Ôi đi mẹ top kìa, đi mẹ thằng lâu nào để top kìa. Đi mẹ phải bỏ giường lên top đi à. Đi mẹ phải lồn vậy. Phải lồn thật đấy. Mấy con lồn này sẽ ăn hết. Mặc dù mình đâu có tiền. Đấy đúng rồi em. Hỗ trợ nhiều như thế đâu. Vẩy luôn con trụ này. Vẩy luôn con trụ này. Ấn mẹ nhầm mắt rồi. Ôi giời, địt mẹ đỡ hết luôn nhá. Vẩy lồn. Đỡ hết luôn. Địt mẹ tí mẹ mày anh 5 giây một con đấy. 5 giây một cái insect. Bây giờ là 7-8 giây gì đấy. Ôi địt mẹ vãi lồn. Mất con mẹ nó rồi. Mẹ nó rồi. Chỉ lên đi xét. Đéo quan tâm. Địt mẹ ăn làm lồn gì con này của tao. Ăn làm đéo gì. Ủa con rồng này hay thế nhở. Đánh trận này đánh cũng mốt kinh nhưng mà thôi kệ. Trận này có sò tôi cũng hết hồn lắm các ông ạ. Đánh đeo đánh. Rồi địt mẹ bố mày lên đây. Địt mẹ phin à. Phin mình đéo insect được các ông hiểu không. Ai 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 đi mẹ ngồi dạ. Ui trụ kìa, trụ kìa, trụ kìa, trụ trên kìa. Đi mẹ in xe con lồn này vào. Đi mẹ con đĩ này, con đít này. Đi mẹ con đít này. Ít mẹ nha mày. Tao cái lồn à. Lồn. Lồn. Lồn lồn. Đánh, đánh nó, đánh nó, đánh nó. Đi mẹ. Lồn mẹ mày 3 giây.
ulti thì mẹ còn thấm hơn cả đánh thường. Đánh như gãi ngứa lắm vậy. Ok, chó đuổi rồi. Rồi, full rồi các bạn ạ. Full rồi. Full rồi. Đéo, đã phun đồ đéo đâu mà phun đéo. Ui, kinh đấy. Có mỗi thằng này rồi à? Cứ bắn thôi. Gọi em trong cơn mơ. Ăn đi, mẹ có mỗi con lính pham pham một lồn. Biết rồi. Rồi, con Varia nó hết cửa, ăn con đấy. Một vả, mới xong máu đấy. Ăn được rồi, là được rồi. Ấy, ấy, sợ thế. Này, mẹ mày. Bao nhiêu phần trăm hồi chiêu ấy nhở? Bao nhiêu ấy nhở? Thử phát nhở? Nguyên. Một mạng, dành cho Clay thì phải đéo con nào mà vẫn ăn được. Bây giờ hồi chiêu bao nhiêu? 9 giây rồi, đang hồi 9 giây rồi. Mẹ hồi đéo hồi ít thế nhở? Cái này là 20%. Cái này 20% nữa, 35% nó mắc mà, đúng không? Nhưng tính toán kiểu lồn như nào? Ít, lại đập cái U làm lồn xoắn. Trụ em ơi. Không. Sợ lồn mày. Úi, tí phải lên block rồi. Ui dồi, ôi. Ngọt thịt mẹ. Cút đào. Ăn nè. Cho các ông thỏa mãn nhá. Tí mẹ. Hồi 8 giây. Nên hồi chiêu thế được rồi đúng không? Mắc bao nhiêu phần trăm? Mắc là 35% trong khi tôi hai cái 20% rồi. Đủ rồi. Một full hồi chiêu rồi đấy. Thôi đi mẹ lồn đi vậy. Đi mẹ mất mít rồi cái con đéo ăn. Thằng lồn này. Cứt gì đây? Đi mẹ ăn cứt không? Cứt gì đây? Đi mẹ vua insect ở đây rồi nhá. Ui ui nó đẩy top. Ui giời, nhìn phát biết ngay nhá. Bây giờ lên cái block giày chiến tranh này, xong lên cái block cho nó sợ chết mẹ luôn. Mày nghĩ cái gì? Bố mày đây đây. Bố mày ở đây đây con. Ôi đi mẹ giật ác đi. Giật ác đi. Giật ác đi. Địt mẹ tuổi. Địt mẹ lên luôn. Đi mẹ sợ được bùa gì. Mấy con lồn này. Men giáp nữa là được. Tem nó phép đánh kinh. Tam đâu có đâu. Phép đâu chính. Nó lên kháng phép là chủ yếu. Đúng không nào. Men tanh đánh combat xuống lam. Thôi đánh con Phin là khổ thôi. So đánh Phin đi đéo được. Am rừng mệt quá cơ mà. Chờ mấy giây nó mới hồi được cái vừng miệng. Đánh lâu. Đánh rừng nó mấy chục máu. Ôi đi mẹ cái thằng kia nó lại dày chảy cối nó lên ăn kìa. Mịa nha mày. Ok. Mày nghĩ gì vậy? Bố mày sợ mày quá cơ nhá. Mẹ phát bay luôn con. Mày nghĩ gì thì mẹ bố mày dình từ nãy rồi. Đéo có cửa đâu, đâu mấy con lính to địt nhà riêng con này nhá, ăn trước đấy. Các ông muốn ăn con này nè. Solo ăn con này trước nè, xong farm con khác nó dễ hơn hẳn. À địt mẹ gọi chó ra rồi. Mẹ bố mày lại sợ, bố mày lại sợ, sợ luôn đi. Địt mẹ lên nào. Cút địt mẹ, địt tiện địt. Vào đấm nó đi, vào đấm nó đi, vào đấm nó. Sợ vãi lồn. Sợ quá cơ. À mắt à. Thằng này đéo thiếu insect nha. Đấy check. Để rồng ăn.
Rồi, quá easy luôn. Mọi... Ô, chết rồi, xin lỗi em. Xin lỗi, xin lỗi. Ăn như cứt vậy. Ok, ok. Để vào quẩy cái trụ sợ đéo gì thì nhìn thấy insect một con ra ngoài. Ủa, mà insect một con ra ngoài. Mày... Ui, ui, đi, khoảng cái áo ở vào. Ơi, em ơi, khoảng một con này. 4, 3, 2, TT phát chơi. Lorelai. Chạy đi em. Lại hồi này. Một con bay ra khỏi tủ này. Tủ. Tủ, tủ, tủ. Lồn. Thồ. Trời ơi. Đéo có đam nhá. Bố mày đéo lên đam đâu. Mẹ xem nào. Cái con lồn này. Ô chết rồi. Đi quá. Tại cái trụ nó bắn rồi. Không phát đấy thì nhà mày insect được ra vẫn rồi. Thôi thôi. Đéo là chết. Nhìn mẹ trụ bắn đau quá. Trụ bắn ghê vãi cứt. Đây lên này này. Lên mẹ mắc đồ như thế. Bọn lên phép tinh thôi. Lên đam đéo sợ. Varia bây giờ hot đến đam không ạ. Ui. Varia hot đến đam. Bây giờ hot đến đam á. Xưa rồi Diễm ơi. Biết là lên đam tỷ lệ nó sẽ nhiều hơn. Nhưng các ông gìn dùng kin tầm xa nó sẽ kém hiệu quả hơn. Ông hiểu không? Ngày xưa dùng kin tầm xa đéo dùng đâu, cái kin một coi như vứt. Nếu như mà các ông biết dùng tốt tất cả các kỹ năng, ulti vừa thấm. Xong rồi thì mẹ dùng kin 2 giáp nhiều. Đấy anh em. Anh lại lên anh đẩy top, cái top nó sạch sẽ tí. Này em ăn con này đi. Ăn đi. Thôi thôi xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Ăn mất rồi ăn mất rồi. Đây đây ăn nào. Mấy con to đánh trước. Đây là ồ trên mẹ đánh nhầm. Lên mắc cuối. Thấm nhỉ. Ui. Ui. Ui, địt mẹ sợ quá, chạy, địt mẹ chạy, chạy, mỗi thằng một đường. Yo, giờ này thì đéo có đánh đấm gì cả. Nhá. Thôi, 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 đéo vào được đâu. Đéo vào được đâu. Địt mẹ mày. Làm như ghê lắm vậy. Bố mày sợ mày, nhè. Lao lên như thật. Một quả chết. Hello it me. À ra ra mày vào đây, mày vào đây mày choáng sao tao cái. Tao choáng hộ tao cái. Bố mày lại sợ đi chỉ nhừ thôi. Này. Này. Đi mẹ thằng lên đam đánh mẹ ulti thâm đéo gì. Đánh như gãy ngứa. Đó. Cái này 1400 à? Còn chờ 1450 phải không? 100 nữa. Đi từ đây đến shop rồi mua đủ. Anh mày không sợ. Em hiểu không? Đấy các ông thấy không? Lên đồ. Ai lên đồ SP như này thôi. Tôi thật là thiếu mỗi hồi máu. Nhưng mà không cần lên hồi máu. Lên cho bản thân như bởi vì trận này ghê lắm. Ấy. À à nó cố ăn rồi. Trời cối rồi. Nó kiểu đéo nó phải ăn được cái trụ. Mẹ khắm. Đúng khắm. À đây cắn bố mày đi. Kiểu đéo nó cũng ăn được mà. Nó bằng được nó ăn rồi. Thôi thôi. Thì cho nó vậy. Từ nãy mình lên bảo vệ cái trụ đến cái tuổi này rồi. Ghê lắm. Ui dồi. Black Claw tiếp kìa. Has landed. Đâu rồi các ông ơi. Có thằng nào chết không? À, em ơi. Em ơi. Lại đây. Lại đây. Lại đây. Địt mẹ thằng nào đi đằng sau. Thằng lồn nó đi đằng sau. Thằng lồn này đi đằng sau này. Địt con này. Bố mày sợ mày quá cơ. Địt con mẹ bật vào lốc. Đuổi lồn nhá. Đuổi. Địt mẹ chết con đứa nào chưa. Con lồn này. Bố mày sợ mày chưa. Ui. Địt mẹ ngần này thằng đánh to. Đông vậy.
Ui đi ra. Vãi lòng. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ui rồi ơi, hay quá. Mẹ trả thù được cho anh rồi. Cảm ơn em, cảm ơn em. Đấm nó. Đấm nó. Đi mẹ đánh chết nó đi. Đi mẹ báo thù cho tao. Tiếp theo lên xích băng. Thằng ao mẹ bị đánh là đi chậm. Cái quả vừa rồi combat vãi lìn. Chết đúng một silet. Xong cả lũ chết luôn. Cuối cùng là tem nó vẫn chết được 4 thằng. Còn tem mình thì vẫn chết 4 thằng. Hòa. Cười cặc. Đánh đeo Ringo mẹ lao vào như thằng điên. Bật các thể loại cho rồi. Nào lên. Các ông thấy không? Tanker. Tanker mẹ Glay không? Sau này tôi sẽ nghĩ content kiểu đi đánh vui. 20 phút rồi chưa hết trận. Vậy gì? Nào. Come on baby. Oh yeah. Lên. Đi mẹ bám lấy nhau. Đi mẹ đừng vỡ mồm đấy thằng ngu à. Muốn ăn con này thì mẹ phải đi cùng. Đây, đánh con này này. Đánh con Black vừa nãy đánh con rồng kia là ngu lắm ấy. Mẹ quá ngu luôn. Ui, nó biết cắm mắt đấy nhỉ. Cũng biết cắm đấy. Sao? Sao? Sợ lại chạy, chạy nhanh nào. Rồi thì lên đồ thì nó máu nhiều. Mấy con lồn là thì cả con chó đấy cho nó làm đồ bùi gì bố mày. Đánh con này này, đi mẹ. Kinh quá. Tích strike à? Tích strike à? Chạy nhanh nào. Lồn mẹ mày. Lồn mẹ mày. Bố mày sợ mày quá, bịt mẹ. Bố mày đây này, bố mày đây này, con. Đi mẹ anh mày đây này em, bịt mẹ đánh đi. Kéo đuổi cái lồn. Bịt mẹ mày. Đánh tao á. Vã cái trụ này cho anh. Bịt mẹ, nằm Glay mà vẫn cứ bịt mẹ tanker vậy. Bịt mẹ, ảo ấy. Ui, cắn mình á, mẹ ghê vậy. Thằng này nó thù mình lâu rồi này. Ủa chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ủa đéo ăn được. Đéo ăn được. Combat ngu quá. Combat không đủ đam. Đây này, so lên đồ coi như là phế giờ này rồi. Làm được một hit phát mẹ ngồi lỡ úp luôn. Choáng chiếc các thiểu. Quá khổ, ok. Ringo bắn hay. Ringo phải nói là bắn hay. Nhưng mà vẫn chưa đủ canh ạ. Chưa đủ đâu. Rồng và Ringo là đam chính. Còn thằng So kệ mẹ nó. Đấy, bây giờ là chiến thuật như thế nhá. Thằng So kệ mẹ nó. Thích đánh cái lồn thì đánh. Ui, nhanh vậy lồn. May quá, đi mẹ tem có bao nhiêu thằng có vương miệng. Một thằng. Lồn thì vậy, ra đéo lên vương miệng à. Ôi xồi, ôi, thế này đánh con rồng đéo bao giờ mới chết. Đi mà bình tĩnh em ạ, bình tĩnh thôi. Đi còn mẹ mày. Ai ui, chết đấy, chết đấy. Giạt quá. Đi mẹ, đánh khổ vậy Linh luôn, thề. Có con Silet đéo úp được nó, căn bản là con Varia đánh trâu. Đam to đấy, đi mẹ. Đấy, bố mày cho hết cái quả đấy của mày nhá. Wow. Ui, thật luôn. Đi mẹ mày thù tao thế luôn. Bố mày là tanh mà mày đánh cái lồn gì? Mít bị ăn rồi. Kiểu lồn cũng mất nhà chính. Đâu, đi cơ mẹ. Cái kiểu lồn gì mà nó vẫn ăn được nhở? Đi mẹ. Đệt mẹ. Mày so. Nhìn nó ăn kìa. Rồi, một bé rồi. Lâu đi vậy. Ok. Một cái trận và về anh So anh lên phép đấy. Ok. Trận này sẽ được lên sóng. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video từ nãy đến giờ. Và chúc các bạn vui vẻ. Hẹn gặp lại trong những chương trình Xạo Lìn Vlog tập tiếp theo. Like bọn này cãi đã. Đi mẹ nó So ấy ngu vậy luôn.